Hỗ trợ xong rồi mà nó cứ làm chẳng có đúng theo. Đấy, cái bà kè rối cái hòm ra này. Anh em thông cảm nha, tại vừa lấy mình đợi hoài cái điện thoại để mình hỗ trợ mà không được. Cái người bạn đường gọi đó là hệ thống Sinki không off, gọi là không on FOB, nhưng mà xe thì vẫn có thể là mở cái lục khóa được. Thì giờ họ đến ngay như lúc sáng mình đã hỗ trợ rồi, bảo kêu đầy đủ những cái rắc kim, anh em cũng lại không làm đủ rồi. Cái thứ hai nữa, cái dây thì mình đã nói rõ là để kiểm tra những dây, nhưng anh em lại cứ làm theo cái ý của anh em cũng rất là khó. Vì sao? Thì cái quan trọng đi hỗ trợ là anh em phải làm theo ý của mình, có nghĩa là kiểm tra đúng, còn anh em lại đọc sai, là anh em cứ làm sai thì anh em lại không làm đúng, nó khổ vậy. Để chút xíu nữa mình sẽ khi hỗ trợ xong ban này rồi thì mình sẽ gọi điện lại cho dòng xe Ablet nha, AB125. Vòng tua thì trên 2.000 vòng. Có rất là nhiều điện thoại đến hỗ trợ thì âm ra anh em thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ cần đầu tiên đó là chúng ta cần gì? Khi vòng tua và đạt trên là gì? Trên 2.000. Và chúng ta cần phải gì? Cần phải xoáy hết cơ sở góc đó đấy. Và là đường lưu lượng khí vào. Bây giờ tôi đã siết hết rồi, rồi đây là tôi xoáy ra này, xoáy ra này. Vì sao? Vì những dòng xe Ablet này thì khi chúng ta sử dụng đó là tín hiệu là gửi về ECM, đó là TB, thì khi gửi về trên dòng xe ECM có nghĩa là trung tâm điều khiển thì đưa ra gì, đưa ra cơ cấu chấp hành và lập trình bắt đầu mới phun. Còn khi chúng ta có mà họ tất cả trên rong, gọi là cái họng ga này đi nhiều đi chăng nữa thì vòng tua nó cũng chỉ tối thiểu là đi 2.200 đến 2.300 là hết nha anh em. Đi và hôm nay là chia sẻ đó là cái sự hành vi thôi, chứ còn anh em nhiều khi một cái trường hợp ban này lần sau mà chúng ta cũng không có kiến thức thì chỉ có nhìn bằng gì, nhìn bằng hành vi của người khác để làm, chứ không thể nào hiểu biết được. Đó là những cái vấn đề là chúng ta cần phải học cái kiến thức thì chúng ta mới biết được. Đây các bạn nhìn thấy rõ này, khi chúng ta siết hết cơ sở đó là cái con ốc mổ này, và vòng tua vẫn gì, vẫn đạt 2.000, đáng lẽ là vòng tua sẽ bị một là có thể là gì, là sẽ về hết cỡ, có nghĩa là sẽ tắt chế độ guarantee, có nghĩa là sẽ tuột xuống độ 1.000 hoặc là 900 vòng trên phút. Nhưng mà hiện nay thì vòng tua vẫn đạt 2.000, 1.900 đến 2.000 vòng trên một phút. Thì như này cũng chưa đủ cơ sở để chúng ta kết luận một điều gì, thì chúng ta phải kiểm tra những gì trước đầu tiên. Rồi bây giờ mở cái con này. Dây ga thì chúng ta sẽ phải mở ra đầu tiên đi, bỏ dây ga loại trừ khả năng. Đây là dây ga và chúng ta sẽ kiểm tra thêm một chút. Rồi xin chào toàn thể anh em nhé. Mở qua vòng tua rồi. Rồi bây giờ từ từ. Rồi xong.
Bây giờ gỡ dùng cái cò xăng này. Gỡ đây, tắt máy đi. Anh cũng có nhưng mà nói chưa kệ đâu. Tại vì cần nhiều khi ở trong lớp học anh không thể làm gì được, nó khó lắm. À, và chúng ta khi cần đi hỗ trợ hoặc là chúng ta sửa chữa đó là kết quả. À, cái kết quả là gì? Cái kết quả là khi chúng ta phải sửa chữa được một cái xe đó, phải giao cho khách hàng, đó là mang sự hoàn thiện. Hoặc là hướng dẫn đến anh em, đó là cái kết quả là chúng ta làm được. Còn chuyện chúng ta nói đó là chúng ta luận biện, hoặc là chúng ta chỉ học trên một cái lý thuyết. Chúng ta có thể nói như là gọi là hay như đài phát thanh, nhưng cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta là bằng cái kết quả. Giống như anh em hỗ trợ cho tất cả anh em khác cũng vậy thôi. Vì trong cái câu chuyện là gì? Thứ nhất là nhiều anh em đã vặt cái xe này, thì thực chất để mà nói vấn đề òa ga những dòng xe trên, thì những anh em mà đã vấn đề không làm mà không được đạt được mục đích, cũng nghĩa là không tuột được vòng tua, thì cũng chẳng phải là 1-2 ngày đâu anh em lưu ý nhá. Có thể anh em đã phải thay thế rất là nhiều, nhưng quan trọng là cái vấn đề chúng ta cần hiểu, đó mới gọi là điều quan trọng nhất. Và chúng ta sẽ đi kiếm đầu tiên, đó là bằng cái những cái bình thường thôi. Chúng ta những cái điều mà đơn giản thì cũng có thể gây ra một sự phức tạp rất là lớn. Lấy dùng cho cái lục giác T25 đây, giúp dùng cái đây. Rồi, xin chào tất cả anh em. Và bây giờ chúng tôi xin chào anh chợ quá Trọng Bom. Và chúng tôi hôm nay đã phải gì hỗ trợ cho anh em, đó là một cái dòng xe Appellate qua ga một cách bất thường. Thì đầu tiên thì chúng tôi cũng phải kiểm tra, đó là cái đây là hỏng ga mới nha anh em, lưu ý nhá. TB ok hết. Vì cái họng ga rất là đường nóng, đâm ra là tôi cũng chưa thể nào mà để làm một cách đơn giản nhất có thể. Thì đầu tiên các bạn hãy lưu ý, đó là chúng ta kiểm tra cái rong. Cái rong ở trên cái gì? Ở trên những cái dòng xe của cái cảm biến TB. Đó là cái thao tác chúng ta cần phải làm, đó là đầu tiên. Để thực chất thì nó chỉ lòng qua một lượng khí rất là nhỏ chứ không có lớn. Cái này là cũng em của em mới luôn à? Cũ anh. Cái này là cũ đúng không? Dạ. Nhưng em gắn cái xe qua cũng không được. Cũng một bình như Trang à. Cũng bị như Trang, y Trang vậy dạ, luôn. Dạ, hai chưa gắn qua cái này chẳng như Trang. Ừ. Nhưng gắn nguyên hỏng ra kia qua thì là ok. Ồ, gắn qua hỏng kia là ok đúng dạ. Không? Ok, một phát, chỉnh phát là lầm luôn. Phát là được luôn à, lấy giúp cho anh mượn cái ba ke đấy. Cái này cái nóc gió nó dễ đúng rồi, ok. Cái con ốc gió này là em thay luôn à? Thay luôn. Đâu ra được cái ốc gió kia giúp anh đây. Gió kia nó cài đâu. Ok đã. Và đâu quá à? Con nó chỉnh ok đó. Em ơi, giúp giùm anh con ốc mới coi, anh mượn một con ốc mới, ốc gió mới coi. Thường ốc gió mới nó không có zin cao su không anh? Dạ ok anh hiểu. Có chứ, nếu mà zin cái là nguyên. À, tuy rằng là hòa ga một cách như anh em đưa nói là rất là đơn giản, nhưng nhiều cái phức tạp, rất là phức tạp nha anh em. À, không phải đơn giản. Lấy cho anh một cái con ốc gió đi, giúp giùm anh được. Và trên zin á, những cái con ốc gió đi theo kèm á, nếu mà đầu zin thì nó sẽ có zin này, có nò xo rin của nó đó nha anh em lưu ý. Và tôi sẽ thử thôi.
những điều bất ngờ và những cái điều thú vị của những dòng xe full xăng điện tử. Thực chất chúng ta cần phải có kiến thức thì chúng ta sẽ biết được cái nguyên nhân dẫn tới tại đâu. Rồi. À, lấy dùm anh cái T10 cơ. Quyết đây. Đây là cái thao tác để chúng ta kiểm tra, có những lúc anh em làm có thể bị lỗi trong quá trình, chỉ cần gắn đôi chút về những gì. Đó là một là van cầm chừng nhanh, hai nữa là gì? Cảm biến TV. Chúng ta thì thao tác khi chúng ta làm là chúng ta làm những cái điều đơn giản nhất, đó là gì? Chúng ta kiểm tra lại trong quá trình anh em lắp đặt về những cái van. Đó, so chẳng đâu được. Đừng cho nó cong quá cái này nha. Cái bên kia còn cái lò xo không? Lò xo này em để căng quá. Lưu ý anh em cũng không bỏ bẻ những cái lò xo này quá cao. Nếu chúng ta bẻ quá cao là sao? Vì cái lực này nó lớn quá thì khi chúng ta khởi động thì chỉ cần thì có tín hiệu CKB thì cái van từ này, van cầm chừng nhanh này sẽ mở đưa một đường lưu lượng gió vào để đốt cái nhiên liệu cho nó dễ nha anh em, lưu ý giúp mình. Mượn cái T10 luôn. Đó, okay. Trong quá trình thao tác thì nói rồi, những cái điều đơn giản nhất mà anh em cứ cho là phức tạp thì có lẽ là cái xe của chúng ta sẽ bị vặn rất là lớn, có nghĩa là nó sẽ làm cho các bạn sửa chữa rất là khổ khó khăn. Nên là chúng ta hãy biến những cái gì cái phức tạp trở thành đơn giản. Với tôi làm chủ yếu là kết quả chứ tôi không nói văn hoa. Trình tự thì vấn đề oà ga thì nó sẽ nằm liên quan đến với gì, học ga. Thì đây thì các bạn này lưu ý này, trên cái đồng tiền này này rất ok đấy. Anh em nào chia sẻ thì bấm vào giúp mình ok nhá. Hôm nay bằng cái thực tế đấy. Thì khi chúng ta đã gì, đã có cơ sở đầy đủ về gì, thứ nhất ron, thứ hai là trên cánh bướm đồng tiền đây anh em lưu ý này, rất là kín nhá, tuyệt đối. Mà vẫn có thể bị ga cao, gọi là oà ga đấy nha, lưu ý giúp mình. Xe này vừa nãy là em khi kết nối vào mấy cả thiết bị nó đọc qua lỗi thì bây giờ nó bị có nguyên nhân gì rồi. Em có reset lại chưa? Reset lại hết rồi. Reset lại hết rồi mà vẫn bị. Yeah. Ồ, khó khăn à. Chết mẹ rồi. Và lúc thứ hai là chúng ta cũng phải đóng lại theo cái van từ nhất định. Cái này thì cái lò xo khi anh em kéo ra thì cũng quá lớn này. Cái này mình gọi là chỉ có mang tính chất là kiểm tra thôi nha anh em, chứ không phải là vấn đề để sửa chữa gì trên cái họng ga này cả. Mà biết đâu được mình lại trong quá trình mình gỡ ra gỡ vào nó lại là ok đấy anh em. Quan trọng là chúng ta hiểu được nguyên lý hoạt động ở trên những cái hệ thống phun xăng điện tử, đặc biệt là những dòng xe như Vision, Vision 2012, 2013, 14, 15, Applet, những dòng từ 2012. Thế là anh em thông cảm đôi chút, giờ này có thể mình không thể hỗ trợ được anh em đâu. Ủa,
TV này đục ác đồng làm chi đây? Đâu lấy cho anh cái con TV kia này. TV này đục rồi. Lại đục nữa rồi. Anh ra lên tờ à? Anh ra này. Đục mà thật ác đồng làm đến anh ra lên tờ à? Anh ra ngay kìa. Đây anh em thì anh em đã thay đổi đôi chút kết cấu đó nè, anh em đã chôm cái ách đồng của người ta hết rồi. Với mục đích bây giờ chúng ta cần làm là gì? Cần làm là sự chuyên nghiệp. Anh em thông cảm giúp nha, anh em nào đương điện thoại cũng bình tĩnh. Có nghĩa là chút xíu mình live stream hết xong mình mới hỗ trợ đây anh em. Khổ quá. Và chúng ta sẽ ra gắn lại trở lại ban đầu. Bắt đầu trong quá trình chúng ta thao tác. Thì đầu tiên thì các anh em cũng phải kiểm tra tất cả những cái rong trên đây. Trên bà phíp này thì anh em đã rắn keo. Ok. Mặt phẳng này thì cũng đã ok rồi. Và chúng ta sẽ thao tác để gắn. Đây là chúng ta khi gắn những cái hỏng ga này thì anh em lưu ý không nên bỏ sót một tính năng gì trên những đường gió khi đường vận hành. Kết quả chưa chắc đã được khả thi nhưng mà chúng ta vẫn phải gì kiếm ra những nguyên nhân. Tuy rằng cũng rất là đơn giản nha anh em nhưng mà nhiều điều cũng rất là học búa trong những dòng xe phun xăng điện tử. Chúng ta cũng thay một cái xin đi. Cho anh mượn cái xin dòng có sẵn. Tiếp phun. Anh em nào đã chia sẻ thì bấm ok giúp mình nhá. Chia sẻ giúp nhá anh em, lưu ý giúp mình cái. Trời ơi khổ lắm. Mong cái sự giúp đỡ của anh em để cho mình có một cái kết quả sửa chữa một cái dòng xe phun xăng điện tử, đặc biệt là những dòng xe đường gì oà ga. Đã nghe chúng ta siết hết cái cơ sở này thì cái gì vòng tua nó sẽ phải thì không còn gan ti nữa, có nghĩa là không còn lượng hòa khí đi vào. Khi chúng ta sửa siết hết con ốc này nha anh em lưu ý. Ở đâu rồi? Thì đầu tiên thì chúng tôi cũng thay cái xin này trở lại thôi. Và chúng ta sẽ ghim vô trên kim phun. Ở đây. Và chúng ta sẽ gắn vào. Mọi điều thì chúng ta làm cũng phải gì cẩn thận nhất có thể. Những điều lưu ý anh em ạ,
những cái điều phức tạp, những cái điều đơn giản thì các bạn hãy biến bằng phức tạp giúp cho mình. Nhiều khi chúng ta đừng cho nó là phức tạp quá thì cũng rất là khó khăn cho tất cả anh em. Những cái điều mà anh em bỏ sót là mình chuyên gia là mình sửa lại sót tất cả chỗ điểm mà yếu điểm nhỏ nhất đó. Và bây giờ chúng tôi sẽ bật khóa để chúng tôi khởi động. Thứ nhất là chúng ta cần nên bật gì? Hai lần. Để chi chúng ta là một người chuyên nghiệp thì chúng ta không thể làm cho khách mà có khách hàng ngồi mà chúng ta có thể khởi động lổ đến 3 lần hoặc chúng tôi mới lổ được. Anh em thấy này, khi chúng ta đã kiểm tra đã ok rồi thì vòng tua gì vẫn cao nha anh em. Khi nào chúng ta phải siết hết đây, bây giờ tôi sẽ làm cái nhiệm vụ hơn nữa, đó là vừa nãy chúng ta đã kiểm tra nhưng mà chưa chắc đã ok. Đây chúng ta đã siết này, thì bây giờ có lượng khí nào đi ngang qua ở trên đây, đó là điều quan trọng nhất các bạn ạ. Lưu ý vào lấy cho cái của em nào, lấy cho anh cái con ốc gì cả, con ốc 7 7 7 7. Bây giờ thì có 7 đúng không? Đây này anh em lưu ý này, vì vừa lấy con thử đi chăng nữa cũng không chưa đạt được yêu cầu, vẫn có một điểm rất là khó, thì bây giờ anh em kiếm được một cái chai nước đâu rồi Vinh ơi, đưa chú chai nước xà bông đây. Gió luôn. Anh em lưu ý là chúng ta sẽ kiểm tra theo một cái cách chuyên nghiệp nhất.
vì chúng tôi đã có thử hết rồi. Ủa sông không có xà bông à? Vinh đang không có nước. Có tí xà bông vào cho chú đi. Và chúng ta sẽ phải kiểm tra lại lần nữa nha anh em. Đây là một cái ban tuy rằng nó rất là đơn giản nhưng mà nó mang tính một tính chất mà cực kỳ phức tạp do chúng ta chưa kiểm tra kỹ nhất. Tôi cũng đã biết rồi nhưng mà chưa bây giờ chưa kiểm tra được rõ nét của nó. Rồi ok ok. Đấy chứ. Khó đấy anh em ạ. Anh em nào đã hỗ trợ mình được cái câu gì không chưa? Vinh ơi, lấy giúp chú cái khóa, chìa khóa 7 đi. Nhỏ nữa con, cái này chưa nhỏ, nhỏ nữa con. Xoáy ra. Rồi, ok, vừa thôi mà. Mọc nhiều quả đúng không? À, đâu là xin à? À đây là anh em đã thấy là mình làm hàng ngày có nghĩa là chúng ta còn chưa giỏi, muốn gì là chúng ta một năm không đụng vào xe ví dụ vậy, nó lại càng khó khăn hơn. Nên là mọi việc làm những dòng xe phun xăng điện tử hiện nay không phải là đơn giản. Tại sao mà tôi nói với tất cả anh em cũng chia sẻ với anh em là gì, chúng ta cần phải có kiến thức thì chúng ta phải học liên tục và luyện liên tục. Nhiều khi cần làm hàng ngày thì những cái việc nhỏ mà nhiều khi nó cần cho chúng ta là gì, làm xử lý cũng rất là khó khăn. Nên là ở đây là chúng ta cần phải gì, chia sẻ thật nhiều rồi chúng ta sẽ phải học. Chứ nếu không có học về cái kiến thức hệ thống phun xăng điện tử hiện nay thì cũng cực kỳ là khó khăn cho tất cả các nhà đoạn hiện nay.
nó vẫn còn một cái nữa là cái van cầm chừng nhanh có nhiều khi tôi chút xíu tôi cũng bỏ ra luôn. Và bây giờ anh em đã thấy khi trong quá trình để nó rất là dễ, đơn giản thôi nhưng mà nó cũng có điều rất là phức tạp, rất là lớn anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra đó là gì, vòng tua máy. Lên ga lên cho anh đi. Và bây giờ chúng tôi cần phải giữ ga. Cho lỗ giúp cho anh cái. Ta bỏ ga ra, bỏ tay ga ra. Điện áp, bây giờ tôi sẽ chỉnh lại điện áp của vấn đề gì. TV, rồi em cần giúp tôi. Rồi, xin chào toàn thể nha. Nhiều khi cái này được em gỡ này. Và anh em sẽ cùng thôi để tôi sẽ nhìn trên cái thông số đây, anh em lưu ý này. Đây là nhiệt độ động cơ này, cấp mở bung ga này, vòng tua máy, và tôi sẽ đi điều chỉnh lấy cái vít ra xe đi giúp các bạn. Rồi, và tôi sẽ điều chỉnh cái lưu lượng gió này, anh em lưu ý này. Đây này, đây. Bây giờ chỉ cần gõ độ mấy trăm vòng, 900 vòng trên một phút thôi. Những cái điều đơn giản và cái điều những cái điều đơn giản nhưng mà anh em thường cho là phức tạp thì sẽ gì xảy ra sự phức tạp rất là lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh vòng tua đây, anh em lưu ý này. Đây chúng ta sẽ điều chỉnh vòng tua đây. 1000 này. 1100 này, tùy theo mình nhá. 1200. 1500. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta khi kiểm tra để muốn biết là cái xe nó ok chuẩn chu hay không thì chúng ta cần phải tiếp theo đó là gì? Đó là chúng ta phải chỉnh về gì? Lưu lượng gió này, cái này không phải là ốc gang ti nha anh em lưu ý. Cái này nó không phải ốc gang ti mà chúng ta thường hay gọi nó. Đây là cái con ốc để chúng ta đưa tỷ lệ hòa khí vào thôi. Vào đây các bạn lưu ý. Tôi sẽ cho thấp hết tất cả. 900 vòng, 800 vòng trên 1 phút. Lúc này là chúng tôi có thể là gì, điều chỉnh cái lưu lượng gió này theo như ý. Thì chúng ta khi đã theo được như ý này rồi thì xe sẽ gì rất là đi rất là ổn định nha anh em lưu ý giúp mình ạ. Đây biến những cái điều
phức tạp trở thành đơn giản. Nên là anh em hãy làm việc mà bây giờ hiện nay thì chúng ta cũng có đôi chút về kiến thức về hệ thống phun xăng điện tử thì các bạn sẽ làm nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nên anh em thông cảm chút xíu nữa khi chúng tôi live stream xong cuộc này thì để chia sẻ đến anh em và tôi sẽ gọi lại cho tất cả anh em. À đây anh em nhìn lưu ý rõ này. Và bây giờ tôi sẽ chỉnh đi. Tôi sẽ điều chỉnh lượng khí vào để đạt được gì? 1.500 vòng. Và bây giờ chúng ta sẽ lên ga xem còn tình trạng hòa ga nữa hay không. Khi chúng ta bỏ ra thì tình trạng ga anti đã trở về lại nguyên vẹn như ban đầu là 1.500 vòng đến 1.600 vòng trên 1 phút. Ở đây là quan trọng nhất là gì? Chúng ta cần phải cọ sát thực tế thì liên tục thì chúng ta sẽ làm theo gì? Theo một cái cách thực tế hơn. Có nghĩa là trên đường học, học là một chuyện, lý thuyết là một chuyện thôi, nhưng mà mình vẫn phải dựa theo căn bản của lý thuyết. Nhưng chúng ta cần phải sự va chạm rất là lớn. Có những lúc chúng ta đã thử đầy đủ trên yếu tố nhưng chưa chắc đã đạt được, chưa chắc đã sửa chữa được những cái lỗi đó. Nên là với mức độ của mình là gì? Học và đi đôi với hành. Có nghĩa là chúng ta cần phải gì? Có thực hành thì chúng ta mới biết được. Còn chúng ta chỉ nói vênh vách trên ở trên cái sách, rồi chúng ta sự nghĩ, rồi chúng ta luyện bận tất cả mọi cái bên trên Facebook để chúng ta nói ra thì thực chất cái đó là gì? Chỉ nói và không đi đôi với thực hành. Có nghĩa là khi anh nói rất là hay nhưng mà thực hành anh lại không ra gì. Có nghĩa ở đây là ở trung tâm chúng tôi đào tạo là gì? Học và đi đôi với hành, đó là một cái điều quan trọng nhất. Khi chúng ta đã chỉ nói hay nhưng mà khi chúng ta đi vào thực tế để xử lý này, chưa chắc anh em đã làm được. Có những anh em nói hay, ở đây những anh em đừng theo dõi Facebook này, anh em là cũng rất là siêu. Nhưng mà có điều là ở trên trang mạng anh em đã thấy rồi, rất là nhiều anh em chỉ nói cái miệng thôi. Thực chất là gì? Cái xe mà khi chúng ta gặp sự cố, gặp sự cố hầu như là anh em đã và gì không xử lý được, hầu như là cho qua những cái chuyện đấy rất là nhiều. Thì ở đây có nghĩa là gì? Có những anh em giống mình chia sẻ bằng cái thực, thì có nhiều anh em lên nói rất là nhiều rồi mọi cái về phản biện. Nhưng mà mình đã nói rồi, ở đây không có nghĩa là anh em đương làm nghề sửa xe này là giỏi hoặc là không giỏi. Có nghĩa mình cũng giống như anh em thôi. Có nghĩa chúng ta đương là một người thợ thật thụ. Có nghĩa là giải quyết là phải giải quyết đến cái công việc để giao xe cho khách hàng và lấy tiền khách hàng. Đó mới gọi là mục tiêu quan trọng nhất. Còn các bạn nghe theo những cái điều viển vông rồi đủ các kiểu, đủ các trò thì cái điều đó là nó sẽ rất khó cho các bạn về sau này. Thôi xin chào anh em nhé. Bây giờ thì xe đã xử lý xong. Và em bắt lại trở lại, bắt lại cho coi camera được xong rồi. Bây giờ lại adding top đúng không? Rồi bây giờ chúng tôi sẽ lại xe lại adding top. Rồi em phải nói adding top đúng không? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm vấn đề để khởi tạo lại cái adding top. Thì các bạn rất là đơn giản. xin lỗi em đồ chơi xe máy. Chưa chắc em thay hết mà đã hết bệnh. Chúng ta cần hiểu được nguyên nhân. Em nói vậy là sai đấy. Em cũng chưa hiểu về rất là nhiều. Cái vấn đề anh đừng nói ở đây là gì? Nhiều khi có những người thay hết. Khi chúng ta hiểu, kể cả thay chỉ có một cái duy nhất thôi là có thể hết bệnh. Nhưng có thể là em thay toàn bộ cũng không hết được. Còn em nói chuyện đấy là cũng là em cũng không hiểu biết đâu. Người như em thì cũng không đáng để làm gì, để chia sẻ nói thô tục. Nên là em cũng phải, người ta đã nói rồi, nếu chúng ta sẩy chân không sao mà sẩy cái miệng ra thì nó rất là dở hơi của những cái con người mà chúng ta là cần nên đi theo một cái xu hướng. Ở đây mình chia sẻ cho những anh em chưa biết và gặp những trường hợp đấy, vì trường hợp này thì rất là nhiều. Còn em là một cái người không biết là có hiểu được hay không, nhưng nói chuyện một cách như vậy đó là đi ngược lại những cái quy trình, ngược lại những cách để người thợ hiện nay. Nên là em là phải là học lại cách xưng hô, học lại cách viết lên trên bài viết. Ở đây là nói tất cả mọi cái. Nên là
đồ chơi xe máy em phải luôn tục học lại cách xưng hô, lại cách vấn đề để ứng xử với tất cả anh em trên trang mạng, vì mạng là mạng xã hội, không phải riêng gì một cái cửa, một cái cửa để em nói kiểu gì cũng được. Và bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thêm với gì, với lỗi idling top, thì xe này là idling top sẽ không hoạt động. Và đây là, nên đối với tôi thì tất cả những cái Facebook mà tôi chia sẻ đến anh em, tôi chia sẻ một cái cách mà thuyết phục, chia sẻ với các bạn là gì, bằng những cái video thực tế xe đừng bị hư hỏng và hỗ trợ cho anh em. Nên là các bạn phải lưu ý, mình nói chuyện rất là rõ ràng, chưa thô tục, chưa có nói, chưa nói về tất cả những cái là tôi nói và sẽ đi thực hành được và tôi sẽ làm được. Ở đây nó sẽ khác nhau. Nên là đồ chơi xe máy em khi nào em cũng tập làm gì, cách ứng xử, cách xưng hô, cách nói với cả mọi người xung quanh. Nên là chúng ta hãy phải liên tục, bố mẹ chúng ta, thầy cô chúng ta cũng dạy vào cách gì ứng xử với xã hội, đó là vâng dạ, xin chào anh em. Còn không lên nói những cái câu chuyện đó ra thì nó cũng không có một cái gọi là kiến thức con người nhé. Nên là em hãy phải học cách lại xưng hô. Rồi ok chưa? Rồi. Cái tay gà quá nặng đấy, cái tay gà ở trên này lại. Tại nó sát quá, không có độ rơi. Đúng rồi, ok thì không có gì đâu. Em gỡ này ra cho bà cái gì. Rồi thôi, xin chào tất cả anh em. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Nhiều khi anh em đã thấy rồi đấy. Cái bây giờ mọi người là thích đọc ở trên bên trên cái Facebook đó. Nó là một điều là anh mình cũng chẳng hiểu là khi đọc lên mà người ta chỉ có viết ra thôi, mà anh em nào thì phán đủ các kiểu, đủ các trò, những cái điều mà người ta chia sẻ cho mình để chúng ta đi vào gì, kết quả để sửa chữa, giao xe để lấy tiền, thì các bạn lại cho những là điều thế này thế khác. Ủa, mình thấy là rất là lạ. Mà thứ hai nữa là khi các bạn đọc ở trên đấy nhưng mà các bạn áp dụng và trả được cái gì cả, xong các bạn này đưa lên Facebook, anh em giúp mình cái này, giúp mình cái kia. Ở đây mình đương cũng nói một cái rất là nhiều anh em có một cái cách y chang vậy, mình cũng không hiểu. Nên là những anh em nào mà trong cái vấn đề Facebook mà chúng ta lên nói những cái điều thô bỉ thì cũng giảm bớt lại. Có nghĩa ở đây chúng ta là người thợ sửa xe máy, chúng ta cũng thì đôi chút học vấn chúng ta không cao, nhưng ở đây là ông bà cha mẹ chúng ta cũng dạy cách là đạo đức, biết chào hỏi cô dì chú bác, những người em nhỏ, rồi những người bạn, người anh người chị, chào cô chào bác. Đây là xã hội, người ta vẫn còn phải nói rõ ràng để hướng dẫn cho con người ta để học cái sự đạo đức. Nên là chúng ta cũng phải gì, đừng để khi mà khách hàng hoặc những cái người bình thường người ta lên Facebook bảo mấy thằng thợ sửa xe nói chuyện là vô văn hóa, ở đấy là mình chúng ta lên là phải tránh và ngừa trường hợp đấy xảy ra. Nên là đối với mình thì mình, anh em nào mà nói mà không đúng là mình cũng sẽ nói rõ ràng. Ở đây mình chưa bao giờ nói tầm bậy, chưa chửi thề, chưa nói gì một cái câu chuyện ở trên Facebook cộng đồng tất cả các anh em để một cái câu mà không. Tôi xin chào tất cả các anh em. Chân lấy không được đâu. Mình làm cản ngang luôn.